Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Loài trâu tưởng chỉ làm gia vị, không ngờ lại trị được nhiều bệnh nan y, không biết là phí cả đời. Ngoài là nguyên liệu để chế biến các món ăn, thì rau ngổ còn được biết là thần dược cho sức khỏe. Rau ngổ, hay còn gọi là ngò om, là một loài rau rất quen thuộc với các bà nội trợ để thêm vào các món canh, lẩu nhằm giúp tăng mùi thơm cho món ăn. Rau ngổ còn có thể dùng ăn sống kèm với một số món ăn khác như bún, phở, hủ tiếu hoặc nấu canh chua với cá biển để ép bớt mùi tanh. Rau ngổ không chỉ góp mặt trong các bữa ăn hàng ngày, chúng còn có tác dụng trị bệnh rất hiệu quả, là khắc tinh của mỗi loại bệnh. Theo đông y, rau ngổ có vị cay, thơm, hơi chát, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, trị khái, giải độc, tiêu thúng, trừ viêm, chống sưng, giảm đau, sát trùng đường ruột, làm thuốc lợi tiểu, trị sỏi thận, sốt nóng, chống lão hóa, ngừa ung thư. Tác dụng chữa bệnh của rau ngổ: trị ho, sổ mũi. Ho, sổ mũi là các triệu chứng thường gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là khi thời tiết trở lạnh hay chuyển mùa. Bài thuốc: lấy 5-30g rau ngổ tươi, rửa sạch, sắc khi lấy nước uống hàng ngày là bệnh sẽ bớt hẳn. Trị sỏi thận. Cách 1: lấy 20-30g rau ngổ tươi, rửa sạch, ra nếp, cho nước sôi để nguội vào, lọc lấy nước uống hàng ngày. Kiên trì thực hiện bài thuốc này sẽ cho kết quả tốt. Cách 2: hái rau ngổ tươi, rửa sạch, ra nếp lấy nước cốt, sau đó cho thêm một chút muối trắng vào khuấy đều và uống ngày 2 lần. Bạn cần kiên trì sử dụng trong khoảng 1 tuần sẽ thấy hiệu quả. Trị tê tay, tê chân. Nếu thường xuyên bị tê tay, tê chân hoặc các chi khớp, bạn có thể lấy ít rau ngổ, cho vào ấm nấu thành nước uống sẽ đỡ hơn rất nhiều. Trị bệnh gan nhiễm mỡ. Lấy 100g rau ngổ, phơi khô, sao vàng hạ thổ một lần, 50g bạc hà phơi khô, sao vàng hạ thổ một lần, sắc trong 100ml nước, uống liên tục 1 tháng vào buổi tối sau khi ăn. Tốt cho người hay ngủ mơ. Lấy 50g rau ngổ rửa sạch, ra nhuyễn, vắt lấy nước cốt, thêm vài hạt muối, uống lúc sáng mới tỉnh dậy, chưa đánh răng súc miệng, liên tục từ 10 đến 15 ngày. Trị sỏi mật. 100g rau ngổ tươi, ra nhuyễn, vắt lấy nước cốt, thêm một muỗng canh mật ong, uống vào buổi sáng lúc đói, liên tục từ 10 đến 15 ngày. Trị đái ra máu. Rau ngổ 10g, cỏ tháp bút 10g, rễ cỏ chanh 10g, thái nhỏ, phơi khô, tẩm rượu, sao vàng, rồi sắc uống làm 2 lần trong ngày. Trị đầy hơi, tức bụng, ăn không tiêu. Lấy rau ngổ tươi rửa sạch, mộc khương nêm, mua ở các hiệu thuốc nêm, sắc hai thứ trên với 1000ml nước, còn 250ml thì chia làm 2 lần, uống hết trong ngày. Trị đái dầm. Rau ngổ 20g, mùi tàu 20g, cỏ mần trầu 20g, cỏ sứa lá nhỏ 10g, tất cả thái nhỏ, phơi khô, sắc với 400ml nước, còn 100ml, uống sau bữa ăn chiều, dùng 3-4 lần. Năm món canh trị bệnh từ rau bợ mà nhiều người Việt không biết. Rau bợ hay còn gọi là quả bợ, quả tần, tứ diệp thảo, điền tử thảo, gia hợp thảo, vân vân, là một loại rau dại mọc hầu hết ở khắp nơi trên đất nước ta, tập trung ở nhiều ao, rãnh, mương. Theo đông y, rau bợ có vị ngọt, hơi đắng, tính hàn, vào kinh tâm, tỳ, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu sưng, giải độc, nhuận gan, sáng mắt, trấn tĩnh an thần, tán kết, dùng trong các trường hợp tiểu bí, tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu ra máu, khí hư bạch đới, hồi hộp lo âu, mất ngủ, sỏi thận,
sỏi tiết niệu, viêm thận, phổ thống, nâng cao đề kháng cho cơ thể. Trong video này, Cuộc Sống Hạnh Phúc xin giới thiệu một số món ăn bài thuốc từ rau bợ có thể phòng và hỗ trợ điều trị một số bệnh sau. Bài 1. Quả bợ 100-200g, rửa sạch, da nét, vắt lấy nước cốt, uống liên tục 7-10 ngày. Có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, cường thận, mạnh bàng quang, thông niệu đạo, bài sỏi. Thích hợp cho các trường hợp mắc sỏi thận, sỏi bàng quang và niệu quản, trị tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu không thông, trong viêm nhiễm đường sinh dục, tiết niệu, mẩn ngứa, rôm sảy. Bài 2. Rau bợ 20g, lá sen non 30g, tất cả nấu canh ăn hàng ngày. Bài thuốc có tác dụng thanh nhiệt, lương huyết, mát can thận. Thích hợp giải nhiệt mùa hè, an thần hạ áp, trị sang đỏ, rôm sảy, mày đay, rối loạn chuyển hóa chức năng gan. Bài 3. Cỏ bợ 50-100g, lá sen non 30g, cỏ nhỏ nồi 20g, tất cả sơ chế, đem xào hoặc nấu canh, ăn 5-10 ngày. Bài thuốc có tác dụng thanh nhiệt, lương huyết giải thử, bền vững thành mạch, chống xuất huyết. Thích hợp cho những người chảy máu cam, đại tiểu tiện ra máu, suy tĩnh mạch chi, rong kinh, phiền nhiệt, háo khát. Ngoài ra, có thể vắt lấy nước cốt uống hàng ngày. Bài 4. Cỏ bợ 50g, cốc mặn 20-30g, tất cả đem nấu canh, ăn 7-10 ngày. Bài thuốc có tác dụng thanh nhiệt, lương huyết, khử độc, tiêu viêm, chống dị ứng. Thích hợp cho các trường hợp eczema, mụn nhọt, mẩn ngứa, rôm sảy, mày đay. Để nâng cao hiệu quả điều trị eczema, ngoài canh ăn hàng ngày, lấy cốc mặn 20g, đậu xanh 10g, muối vài hạt, tất cả giã nhỏ, đắp lên vết thương, ngày thay thuốc một lần, đắp liên tục đến khi cải thiện được triệu chứng. Bài 5. Cỏ bợ 50g, rau muống 50g, tất cả đem nấu canh, dùng trong 7-10 ngày, hoặc đến khi hết phù. Bài thuốc có tác dụng thanh nhiệt, giảm viêm, lợi niệu, tiêu phù, thích hợp trong các trường hợp phù viêm thận cấp và mãn tính, viêm bàng quang, phù do suy tim, phù do tỳ trợ vận kém, viêm nhiễm đường sinh dục, tiết niệu. Chả lá lốt trị đau nhức xương khớp hiệu quả. Theo đông y, lá lốt có vị cay, tính nấm, có tác dụng ôn trung, làm ấm bụng, tán hàn, trừ lạnh, hạ khí, đưa khí đi xuống, kháng viêm, trị thống, giảm đau. Còn thịt heo, thịt đẹp heo, chưa nhục, có vị ngọt, mặn, tính bình, vào kinh tỳ, vị, thận, có tác dụng tư âm nhuận táo. Hai vị thuốc này kết hợp với nhau có vai trò bổ chính khu tà, ôn ấm cơ thể, nâng cao chân khí, loại trừ bệnh tật. Trong video này, Cuộc Sống Hạnh Phúc xin giới thiệu món ăn bài thuốc phòng trị đau nhức xương khớp từ chả lá lốt, đơn giản, dễ làm để các bạn cùng tham khảo. Nguyên liệu: thịt heo vai 300g, lá lốt 20-30 lá, hành, hạt tiêu, gia vị đủ dùng. Cách chế biến: thịt rửa sạch, xay nhuyễn, lá lốt cắt cuống, rửa sạch, để ráo, lấy một phần thái chỉ. Đem thịt, lá lốt, thái chỉ, ướp cùng hành, tiêu, gia vị đủ dùng. Trải úp từng lá lên một mặt phẳng, có thể dùng mặt thớt, xúc phần thịt xay vào giữa, cuộn tròn lại. Cho dầu vào chảo, để lửa nhỏ, cho tới khi dầu nóng. Cho chả vào rán nhỏ lửa, cho tới khi chín vàng đều. Xếp vào đĩa, đem ra ăn nóng với bún hoặc với cơm. Có thể ăn hàng ngày. Bài thuốc có tác dụng tư bổ can thận, ôn trung, tán hàn, thông kinh hoạt lạc, kháng viêm, hạ khí, chỉ thống. Thích hợp cho những người mắc chứng tê bại chân tay, sưng đau các khớp, hạn chế vận động do phong thấp. Ngoài ra, còn có hiệu quả với các chứng bệnh như yêu cước thống, đau lưng, tụy uyên, mũi chảy nước tanh thối kéo dài, trị nôn mửa, đầy hơi, khó tiêu,
cảm lạnh, sợ lạnh, lạnh tứ chi, huyết áp thấp, hay đổ mồ hôi chân. Hiện nay, người dân một số vùng nước ta dùng độc vị lá lốt từ 50 đến 100 gram một ngày, luộc ăn hàng ngày, hoặc hơi đóng lá lốt để chườm đắp trị viêm khớp cấp, mạn tấn, đặc biệt là gút. Ngoài ra, người ta còn chế ra các chế phẩm khác nhau như nước ngâm chân, cao, cồn thuốc để phòng trị các bệnh, mụn nhọt, đau đầu, đau răng, viêm phế quản, lở loét, viêm miệng. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.